Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm đối tượng buôn bán dãy TT ra nước ngoài với số lượng rất lớn, gần 1.000 ký. Các bị can bị truy tố là Quang Thị Hiền Phương, sinh năm 1984, trú tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội; Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1988; Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1988; và Nguyễn Giang Sự, sinh năm 1980, cùng trú tại thị trấn Hòa Hợp, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Theo cáo trạng, cuối năm 2020, thông qua mối quan hệ xã hội, Quang Thị Hiền Phương quen biết người phụ nữ tên Hà ở Móng Cái, Quảng Ninh và thường xuyên trao đổi về buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ. Đến tháng 3 năm 2021, hai đối tượng phối hợp với Nguyễn Thị Chính mua dãy TT với khối lượng lớn để bán sang Trung Quốc. Mặc dù biết rõ dãy TT là hàng hóa bị nhà nước cấm buôn bán lưu thông trên thị trường Việt Nam, nhưng các đối tượng vẫn thực hiện hành vi buôn bán, môi giới, vận chuyển trái phép dãy TT nhằm mục đích kiếm lời. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 984 ký dãy TT cây bụng trắng trị giá hơn 1 tỷ 300 triệu đồng.